Nhà này mẹ mẹ chó hả mày? Làm gì vậy? Dạ con mời cậu ra đó. Trời ơi, mày mời tao ra mà mày làm như chóc chó vậy? Không có thì mình phải làm vậy, tại vì thấy bệnh viện đông quá, con định tản người ra. Con tản người ra, hai bên, con tản ra hết. Con tản ra không để cho người ta lấn cậu. Cái đường thôn trang rộng mở một mình cậu đi. Cái cậu đi giữa đường, cái dân dưới nó rải gạo muối theo. Mày rải gạo muối cái gì? Mày đón ai? Mày tản đường, mày đón bà cố nội mày vô hả mà mày rải gạo muối? Ê tao nóng mày rồi nha mày. Trời đất ơi, đó bà con nhìn đi, nó ô xin. Mà mỗi lần nó đi tới đâu nó chạy trước không là không cần biết chủ nó đang ở đâu. Nó đi vậy đó rồi vô tới đâu nó la tới đó. Vừa mới nhào vô kêu giang ra giang ra giang ra. Mặc dù bệnh viện không có ai. Đó nó làm thì biết đó, bây giờ mỗi lần tôi đi tới đâu người ta tưởng tôi thú quý hiếm tới không. Ê sao kỳ vậy mày? Đó giờ riết ra mày nhìn đi. Tôi chủ nó ô xin mà ai dòm sơ qua không biết tưởng nó chủ tôi ô xin không. Ô xin mà nó làm cái giống gì tôi không hiểu luôn á. Trong khi đó nhiệm vụ nó là gì? Nó đi nó xách đồ cho tôi mà nó không xách. Ê mày sao không xách vỏ tao mày? Ê tao nói con mày mày cái lỗ tai cây hả? Tao nói không vô mày. Lỗ tai cây từ nãy giờ con không muốn cãi cậu mà bây giờ cậu nói cái vụ mà xách vỏ con mới tức, con phải cãi cậu nè, con nói thiệt cậu nghe. Cái vấn đề là ngay từ đầu là con nhờ con đưa cậu đi bệnh viện để thăm vợ cậu đẻ, bây giờ đi thì người ta phải đi trước chứ không phải là đi sau đúng không? Bây giờ dẫn đường thì phải đi trước chứ dẫn đường đi sau được đúng không? Thì dẫn được thì đi sau được chứ tôi cho đến thật tự nhiên dẫn đường sao dẫn đường được đúng không? Thì dẫn đường thì phải đi trước đi chứ sao phải chửi ta hổn. Đó, mà trong khi cái vỏ là không có nhờ người ta xách vậy trong rồi sao ta biết được ta xách cho mình đúng không? Ta là con người chứ đâu phải là trâu bò, ta tự nhiên ta nằm trong bụng mình ta đi guốc trong bụng ta biết xách cái vỏ cho mình đúng không? Muốn làm cái gì thì phải mở miệng ra mà nói gì ta làm được nhé. Người ta sẽ xách cái vỏ cho mình mà bỏ tiền ra mình nướng người ta, mình lý do người ta không nói đúng không? Cái nào không có nói bây giờ phải như ông mờ nhờ tôi nói mà tôi không chịu xách rồi nó chửi cho trong mặt tôi. Lúc nào không có chịu nổi gì đâu cậu, không nhờ thì tự nhiên cái không xách cái chửi trong mặt ta lỗi ta xong xách cái vỏ cho mỏng. Phải như lúc nào mà cậu nhờ thì con không xách thì cậu chửi mặt cũng được đúng không? Nó có người người ta nó mới là trâu bò đâu mà tao làm hoài biết mệt biết nghỉ mày phải nói gì mà biết người ta được xách chứ. Bây giờ xách cái nó xách cái áo xách cái quần biết xách cái gì đúng không? Xách cái vỏ đúng không? Xách cái vỏ này xong nói đi coi con xách cậu cái vỏ đơn giản nói chuyện xong rồi nói đúng không? Cho hỏi nè, ngay từ đầu cậu có nhờ con xách cái vỏ cho cậu hay không? Không đó, tao đã mừng quá được nói một chữ rồi. Trời ơi, nãy giờ tôi me hoài mới nói được á. Bây giờ khẳng định đi là có nhờ xách cái vỏ không? Không. Có nhờ không? Không. Đúng không? Không nhờ đúng không? Đúng rồi. Vậy mà sao biết đường xách mà chắc người ta? Không, nhưng mà ý là đẹp hả? Là không có gì đâu. Sao con biết làm cái gì? Con mở miệng ra con nói giùm con tiếng đó, con đi con đường xách giùm cậu đúng không? Mình bỏ tiền là mình mướn là cậu là chủ mà con là tớ mà đúng không? Mình bỏ tiền là mình mướn thì mình được quyền đúng không? Cái chuyện đơn giản là cái gì mới ra nói trong bây giờ cái biển ngậm này làm gì mình bỏ tiền là mình mướn người ta, mình là cha ông nội ta, mình được quyền nhờ ta chứ làm gì không được quyền nhờ. Cái vấn đề là mình phải nhờ ta biết được ta làm gì mình đúng không? Cái gì đó là đơn giản cho cái miệng để ngậm lâu mới thúi vậy thôi. Giờ cho mình mở miệng ra mà nói cho ta biết tiếng ta biết được ta xách giùm mình. Đơn giản vậy thôi. Giờ cứu thân nè, thôi cháu ơi nó hỏi đi, kêu nhờ xách giùm đi. À 2 3 nhờ đi. Xách giùm cậu cái vỏ đi con. Dạ cảm ơn cậu. Đơn giản vô thôi nè. Giờ là làm nè. Con giả vô mặt mày hà. Trời nó có lấy tao chủ mày, tao mướn mày về. Mà bây giờ tao muốn làm cái gì tao phải mở miệng ra tao năn nỉ mày hả? Cậu vấn đề không phải là năn nỉ, cái này là mình nói chuyện đàng hoàng nha đúng không? Cậu muốn làm gì cậu phải nhờ. Nó nói nữa hả? Không phải là năn nỉ. Đúng không? Phải năn nỉ là cái khác, phải năn nỉ lúc cậu chờ con làm gì mà con nó còn không chịu làm đó, cậu năn nỉ con ở đó mà năn nỉ. Con này là nhờ, nó rõ ràng mình mở ra mình nói chuyện tao có mà năn nỉ đúng không? Ý là bây giờ mày cho tao nói câu đi. Bây giờ cậu nói đi, nói đâu? Bây giờ con nói thì cậu cuộc đời con nói gì cũng sai đâu nghe cậu, lời đúng hết trơn con. Phải chi mình nói mình đúng mình nói chứ mình nói sai nói làm gì? Giờ cậu nói đi, con nói nữa đâu. Không bây giờ con nín đi cậu mới nói được. Thì con nín rồi đó, con có nói nữa đâu. Thì phải cho mình nói mình đúng rồi phải nói đúng không? Chứ nói mình có nào mình sai cho mẹ ta chủ mình ta bỏ tiền ta mướn mình ta đúng vậy hết trơn. Mình nói mình sai mình nói làm gì, nói mình mắc bố cho nói làm gì đúng không? Thì mình còn nói đi cậu nói gì nữa. Con chưa nín cậu nói chưa được. Thì con nín rồi đó. Đó thì giờ nín là cũng chưa nói nữa nè, thấy không? Phải chứ mình không nín là chửi cho trong mặt mình, bây giờ mình nín là cũng chịu nói xong rồi cái chửi cho mặt mình. Cái gì cũng chửi trong trên đầu trên cổ ai mà chịu cho nổi đúng không? Bây giờ cậu cần con nín vài giây để cậu nói nha. Qua gần 10 giây còn chưa chịu nói nữa nè, thấy không? Nãy giờ tôi đứng mấy giây rồi đó. Giống như cái giờ của người là do cái gì cũng ta chửi cho mặt người ta, cho cái gì cũng uống hết trơn hết trời á. Bây giờ tao mày quýnh lộn đi. Trời tay ơi mày. Bây giờ thằng nào thắng nói tư sáng. Tao nói mày rồi nha. Uống không? Thôi lại mày. Cậu nói đi. Em xin lỗi cậu. Mày làm như mày thèm thuồng nói lắm nha. Bộ đó má mày đẻ cái miệng mày ra trước hả? Không có, sự bác sĩ nói là má đẻ ra, không phải là cái mỏ ở đây đó, mà bác sĩ nói là đẻ cái cùi chỏ ra trước nhưng mà... Mày đi nói nữa hả? Nói đi, nói thôi. Trời ơi, tôi thiệt á, bây giờ tao nói nha. Nói. Con nín nha con. Dạ.
Rồi cậu hỏi con nè, cô siêu âm ra con trai hay con gái? Trời ơi, quan tâm con trai hay con gái thì miễn không đẻ ra con chó là mừng rồi. Cái gì vậy con? Ê con cậu nha con. Không phải, thì mình con đứa nào không phải là con trai con gái cũng là con, hỏi chi cho mệt vậy trời. Bỏ, không có hỏi vụ đó nữa, quan trọng là cái chuyện cô lâm bồn chưa? Dạ, ủa lâm bồn là gì hả cậu? Trời đất ơi, lâm bồn là đẻ đó con. Ủa đẻ là lâm bồn hả? Trời ơi, xưa giờ biết tưởng đẻ là lâm chung không á. Lâm chung là chết nha. Ủa trời đất ơi, chết hả trời ơi? Thiệt tin. Ủa xin lỗi cậu, con có biết rồi. Giờ cũng ghê quá, có cái lâm bồn, cái lâm chung hai cái cũng lâm, cái lâm bồn, cái lâm chung hai cái cũng giống nhau, mà tự nhiên cái chui ra còn cái đóng nắp lại, ghê quá. Ê nè nè, nó bậy, bữa nay cái nhà quan trọng mà ăn nói cái gì mà đóng nắp xui xẻo. Đóng nắp là chôn đó, là mình chết là chôn. Quở nói như vậy là quở xui xẻo không có được. Dạ dạ, cậu thích chôn phải không? Gì quả tán, cậu thích chôn thì mình quả tán thôi. Cậu nói con đừng có nói đến những cái vấn đề đó nữa. Quả tán ra cho là mình cốt, mình để đến chùa đâu được. Mày liệm mày luôn đi. Liệm đem mở cửa mã làm lễ động quan làm hết một lượt đấy. Tao nóng mày rồi nha. Cậu ơi, cậu vừa làm trọn một cái đám tang gọn gàng đó cậu. Cậu quở hơn con cái miệng, cậu nó quở. Thiệt tình, mày làm tao liệu mày thấy không? Không phải gì, vấn đề là gì đâu liệu. Thì nói gì mà phải nói cho rõ ràng chứ, ai biểu cậu thì gì cho nói đẻ cho đầu đi, lâm bồn lâm chung chi cho mệt chứ. Không phải con, cái vấn đề là cậu là người có học, cậu phải nói lâm bồn. Còn mấy đứa thất học như con mới nói là đẻ. Cậu đừng nói thất học nha. Cái gì vậy con? Nó có xúc phạm con à? Con xúc phạm con hả? Ừ, chứ tao mặt tao chạy thăng lan vậy nó thất học. Chứ cậu đâu có biết. Con nói cho cậu này con không có thất học đâu, con nói thiệt cậu á. Ừ. Cậu phải nói đúng cái tên con là thằng ít học. Nó tưởng cái gì? Ê con, ít học với thất học cũng như nhau à con. Hoàn toàn khác nhau, thất học là hoàn toàn không đi học, còn ít học là có học mà. Học ít. Đúng không? Đúng ít là có, ít nè. Mình phải có. Giống như nhiều người đàn ông không bao giờ phân biệt được cái nào có còn cái nào ít, đúng không? Tự nhiên nhỏ con gái ta đẹp thiệt đẹp, vừa đi ngang qua, trời ơi, nhìn cái này phía sau không có gì hết trơn, trời. Sao không có được? Nhiều khi người ta có ít quá mình không thấy, mình đừng nói vậy tội nghiệp con người ta. Trời ơi, đúng không? Mình phải nói, đó, phải chỉ nói, nhìn nhỏ này xẹp lép nè, đó, nó lép vậy mà nó chịu. Tại lép là có, chứ ai mà không có cũng phải có chứ, dạt cũng ra hai con ốc chứ bộ giỡn. Không phải cái nào ra cái đó à con, rõ ràng lắm. Trời ơi, tôi đi đâu mà tôi dắt mày theo, chắc tôi đội quần với nó quá. Tự nhiên làm gì đội quần, trời nón đội đi đội quần. Trời ơi, ý tao nói là tao bị mang nhục với mày đó. Ngộ ghê, vợ mang thai còn chồng mang nhục. Tao bớt khổ. Trời ơi, thiệt. Không có cái gì trên đời này mà nó không nói được hết trơn hết rồi. Không, tại vì mình phải rõ ràng, nó ba má con không rõ ràng, mà cái suốt đời cứ làm ở đợ, nhờ con rõ ràng là con mới lên được oxy nè. Ê, nãy giờ tao thấy cái gì mày nói cũng được hết trơn, đội mặt cái vấn đề này. Ở đợi ô xin nha, không có khác cái gì nha con. Sao không khác nhau, trời, hai cái một trời một vật nghĩ sao mà không khác. Sao? Phân tích liền nha. Ô xin nó là cái gì? Ô xin nó là từ nước ngoài đúng không? Tại sao gọi là ô xin? Ta làm việc cho chủ nhà giàu. Wow. Đúng không? Mình có cái đẳng cấp. Đọc sao? Đọc nó cũng khác nữa. Đọc là ô xin. Nghe sang không? Sang không? Đúng không? Tại sao mình đọc là ô xin? Tại sao vậy ta? Tại sao vậy ta? Bắt đầu hiểu không? Đây! Dài gặp bà. Trời ơi. Yeah. Quân Prada. Yeah. Dòng Omega. Yeah. Còn áo Sida. Mày khoe anh tí một hồi cũng lòi đó. Không, mày cũng hàng hiệu thôi, nhưng mà vấn đề là mình mua second hand thôi. Đó, đó là mình giàu, thấy không? Nên mình được gọi là OC. Thấy không? Còn cái kia nó là cái gì? Cái kia nó là ở đường. Nó ở, mình ở tuốt với nó ở đường. Rồi nó không có ngóc đầu vậy nổi, thành thứ là ô xí nợ đồ. Một đời một vật không anh chị? Thấy không? Rõ ràng. Khổ ghê vậy, cái chuyện vậy mà nó cũng phân biệt nó được nữa hả? Con nói cho cậu nghe, cậu là cái người không bao giờ phân biệt, bởi vì cậu không có hạnh phúc gia đình. Sao? Tối ngày đi tưởng là mình đi làm về rồi mình cầm tiền đưa cho vợ mình đầy đủ là mình thương vợ mình. Trời ơi, không có đâu cậu ơi. Ê con nói cái gì thì cậu... Nói chúng cái này là cậu không chấp nhận nha con. Gì? Về cái chuyện đàn ông, cái này cậu phân biệt rõ ràng. Đàn ông là đi làm kiếm tiền về nuôi vợ, vợ ở nhà. Đúng không? Dạ cậu cho phép đi con nói. Rồi cho con nói đi. Bây giờ người đàn ông nào cũng vậy á, nghĩ là mình cầm nguyên cục tiền vậy mình dục thẳng như mặt vợ mình, nói vợ tao thương mày nè. Không có nè. Người phụ nữ người ta cần tiền thiệt, nhưng mà người ta cần nhất là cái gì? Người ta cần nhất là cái gì? Là sự quan tâm chăm sóc và chia sẻ. Bây giờ con có thể chăm sóc và chia sẻ cho bà cậu chưa, đúng không? Con không hiểu quan tâm chăm sóc và chia sẻ là cái gì, hôm nay con giới thiệu cho cậu nghe hay không? Quan tâm chăm sóc chia sẻ là cái gì? Quan tâm là quan tâm cho người phụ nữ, mình hỏi hay người ta muốn cái gì, cái vấn
được cuộc sống người ta sao, cái sở thích thường ngày người ta là cái gì, đó là quan tâm tới người ta, hỏi han câu chuyện cho người ta, có được là gọi là quan tâm. Có chăm sóc là cái gì, khi mà người ta bệnh tới đổ bệnh thì mình lại mình đút cháo cho người ta ăn hay gì đó, nấu cháo cho người ta hửa đó, thì mình cảm thấy là cái sự quan tâm chăm sóc mà mình dành cho người ta, tức là cái sự chăm sóc. Có chia sẻ là cái gì, là cái tình cảm tâm tư người ta, ta nghĩ sao người ta muốn cái gì, cái thích màu gì cái đó, mình đó là quan tâm cho mình chia sẻ. Quan tâm chăm sóc và chia sẻ là ba cái phạm trù mà người phụ nữ người ta cần, người ta thích quan tâm, người ta thích chăm sóc, người ta thích chia sẻ. Nhưng mà có bao giờ có quan tâm như vậy, cô chưa có bao giờ có chăm sóc như vậy, cô chưa có bao giờ có chia sẻ như vậy, cô chưa có bao giờ, chưa có bao giờ, chưa có bao giờ, chưa có bao giờ, chưa bao giờ. Không bao giờ quan tâm chăm sóc chia sẻ vợ. Có người chồng nào mà vợ đẻ bệnh viện nào không biết bắt người làm đưa đi. Một con vợ đẻ mà không biết mấy tháng cái bụng bà binh rỉnh bà đi mà bà đi vậy không? Cái gì vậy bỏ? Có người phụ nữ nào mà cả cuộc đời không nhìn xuống mặt đất được không? Có. Đó, như vậy không? Cái gì mà vậy? Không cho bà đẻ thì một thời gian nữa bà ra cái gì? Đúng không? Ai đưa đi? Con đưa đi. Cậu đâu có biết. Mà một ngày nào đó cậu về nhà đi, cậu thấy cái cảnh gì? Trời ơi! Vợ mình bị người ta xài, còn con mình bị người ta sai, thấy làm sao? Đúng không? Trong khi đâu phải đi làm ăn đâu, đi cặp bồ. Trời ơi, quen hai cái con tên Chu Lì với con Cindy, tôi biết mà. Hai cái con quỷ nghe cái thét, cái mẹ tên mình tên Chu Lì với Cindy, cái con bị lì, con bị đì nữa. Hai cái con biết không, đầu là ngóc đầu dậy nổi, là hai cái con quỷ này nè. Trời ơi! Đúng không? À, người ta giàu, người ta quen siêu mẫu đi. Ta giàu chắc có quyền, ta quen mấy đứa chân dài tướng nách. Trời, giàu mà còn quen mấy đứa lông nách dài tới chân không hả? Trời ơi, ê vậy nè, đừng có nói bậy bạ mấy cái chuyện này nhá. Mấy cái chuyện này tới tai cô là mệt lắm, đừng bao giờ nói cho cô biết nữa chứ. Rồi bây giờ có sớm có mình ông Tư biết là chưa biết thôi đó. Con đồn sạch hết trơn rồi. Dạ. Bây giờ rồi sao chết rồi con ơi? À, con nè, cái thánh con thiệt tình cái gì con nói đó, con khai. Mà tại vì con khai cô cũng biết là cô giận cậu lâu rồi. Bà nói là xong cái chuyện này bà đi về bà ly dị á. Chết rồi, vậy là giờ cậu bậy lắm hả con? Quá bậy cậu ơi, bậy lắm rồi. Rồi giờ cậu phải làm sao con? Dạ xin lỗi cậu. Dạ đúng rồi, cậu phải xin lỗi thôi. Không có, xin lỗi cậu, con có điện thoại. Cái này là ác nữa mày. Dạ nói chuyện điện thoại xíu, đừng nói chuyện tiếp với cậu nha. Khó lắm, mấy cái ca này khó lắm. Ủa sao không nghe đi, đứng hoài vậy? Dạ để vuốt hồi nó mới ra, mới nghe được. Cái điện thoại ngộ lắm, bây giờ mua mỗi lần nghe biết vuốt lên hay vuốt xuống. Bà nội cha nó nghe mà làm mua cái điện thoại xém xài chứng minh nhân dân không được đó. Sao vậy? Tại vuốt riết mòn mẹ cái chỉ tay lấy cái gì mà lăn lên chứng minh. Hên là nó có cái môi đó, còn phân môi nó mới cho lăn lăn cái môi nè. Chứng minh giờ xài phân môi đó. Ờ, ê, nhưng mà mày sao không nghe vuốt hoài tiền đó mày muốn. Có vuốt được đâu mà nghe. Thì phải vuốt hồi mới ra chứ ai mà vuốt cái ra liền trời. Phải có quá trình chứ, vuốt nó phải từ từ, nó có cái từ từ của nó. Mà sao mày mua cái điện thoại này chi xịn mà mày không biết xài? Con dân sớm con dân mặt gãy sớm con nó bán hàng xách tay rẻ lắm. Ủa điện thoại ta 21 triệu nó bán con 2 triệu mốt. Điện thoại thôi làm gì có giá 2 triệu mốt. Nè nhìn đi, cái này là gì? Đâu? Nè thấy không? Ê, iPhone hiệu trái táo mà sao tao thấy đây có trái chuối mày? Trời xưa nãy giờ dịch. Trời sao mới thấy cái cục xúc xích này đâu đây? Trời ơi hèn gì thôi, trời chắc bị lừa nữa rồi. Trời ơi hèn gì con quỷ cái bà nậu cha đó, mỗi lần nghe điện thoại muốn lên chuột luôn hả? Mà vuốt mà muốn chết luôn, hèn gì con quỷ mà. Trời ơi thì ngay từ đầu là tôi đã nghi xin nghi rồi. Ba má dạy chữ rất là kỹ rồi, người ta nói con mắt là mặt đồng cân, cứ nhìn vô con mắt là biết nó gian hay nó thiệt rồi. Bà nội quỷ dân nó để cái tóc nó xè xuống đây là nó che hết nguyên cái mặt, nó còn lồi đúng cái mép môi, nó không biết mình sao mình nhìn thấy con mắt nó nữa. Bà nội cha nó hèn gì cái thứ mà nó nói trời ơi cái điện thoại nó xịn lắm, ơi nó mới mua được cái iPhone 5 để rẻ cho ai chứ bố mày ơi, đi tao đang biết Sài Gòn có ai có được có. Bà nội mà con quỷ cái bà nội, tao nói chuyện về nhà tao không nhấn nước mày thôi, quỷ cái tao kêu con bo mà giết chết mày thì tao đè mày xuống chết, bóp cổ mày cho mày chết. Rồi mày đến đây. Tự nhiên bây giờ mày chửi nó mà tao nghe không à? Phải nó lừa gạt con nguyên một tháng lương. Mày có nghe điện thoại lẻ không rồi đi vô tổng coi. Nó cướp mẹ rồi nghe gì nữa. Trời tao mệt mày ghê. À, nó có điện lỡ, nó điện lỡ nè. Để con nghe điện thoại nó điện lỡ. Nó điện lỡ. Thì mày nghe đi mày đứng quại vậy. Dạ vuốt một hồi mới ra trái chuối chứ không phải trái táo đâu mà nghe được liền. Đâu ra chưa? Từ từ vuốt tao có quá trình chứ. Rồi. Ra rồi. Mày làm tao hết hồn nè. Alo. Ờ bộ. Yong seo. Ye. Yeppeoyo. Có gì vậy trời? Cho nên cho thằng cho bột chuối gà đó vắt cái gì đó. Nó nói chuyện với ai vậy? Ye. Anh yong thằng sư, nhà bột chuối gà đó, chắc là bột chuối gà đó. Anh yong. Nói cái gì vậy? Anh là bột chuối gà đó thằng gì? Anh cho bột chuối gà đó bao nhiêu đó nhỉ? Ai cô? À, chú sư. À, nè. Bố. À, bố. À, nó nói chuyện với bố. Ê, chú sư. À, chờ đợi, chờ đợi. Sao? Bố. Gì? Chết cha, nó giận rồi.
cho đẻ. Trời, cái gì vậy? Bộ cậu nó lộn số mà nó nói thấy ghê luôn hả? Trời ơi, nó xin lỗi mình biết nó người Việt nè. Mày cũng ở thân lắm hả? Người ta lộn chó mày đâu chứ mày đứng mày đóng phim Hàn Quốc với nó hả? Thì nó nói tiếng Việt mình biết nó người Việt nè. Trời, nó điện lợi này đi, con chửi vô mặt nó, con nó còn nghe. Con mà không chửi nó con phải là con người con, nó thiệt cậu luôn á. Mày chửi lẹ đi rồi vô. Có vuốt được đâu mà chửi. Có điện hội quỷ nha không mà. Ca rồi nè. Ê, mày là ai mày? À, ủa cô hả? Cái gì vậy ớt, trời ơi sao con mở điện thoại nghe tiếng Hàn Quốc không vậy? Trời ơi, bà cô bà bật phim gì, tự nhiên bà làm tôi tưởng Hàn Quốc, tôi nói quá trời, ông chủ chửi. Cậu vô thăm cô quá cậu. À, cô dạ có cho ổng vô không? À, vậy à, con vô trước hay để con nói chuyện nha. À, dạ con vô. Ê, con cậu cô nói con vô trước, cái cho cậu vô đâu, từ từ để vô tôi xin phép con, có cho vô hay không thì vô, chứ bây giờ mà không xin phép người ra tôi đuổi ra cũng vậy thôi. Bây giờ đứng ngay đi vỏ mà coi, bây giờ tôi vô tôi coi coi có chịu chứ không, người ta ra xin phép mà xin lỗi vợ mình, mắc cười có cái gì đi đâu đậu lên theo chứ bị bọn mình kia chủ mình liền như quỷ. Ủa vợ tôi mà. Trời ơi, hồi xưa mướn oxy nó biết có mướn lộn ông nội không à. Chứ nó về nó chửi trên đầu cha tôi, nó chửi xuống không à. Trời mà cũng hên ghê. Thôi kệ nó đi, nó khùng khùng vậy mà nó thật thà, không có tôi. Rồi giờ nó đưa vợ tôi đi đẻ. Trời ơi, giờ không biết sao nữa. Thiệt khổ ghê vậy. Cái gì con? Cái gì? Cái gì? Cái gì con? Có tin vui rồi hả? Trời ơi, tao mừng mày. Trời ơi, mừng quá. Con trai hay con gái? Trời, cậu biết gì không? Thì mày nói thì tao mới biết. Vô lộn bệnh viện rồi. Thích không nè? Bà đội ca nó hùng dương vô lộn chân dương. Trời ơi, chạy vô muốn chết luôn. Con ra con. Dịch đứng với từ hải ta. Khoa học chưa giải thích hiện tượng này nha. Chết cha. Ba đường lây qua đường nào mà lẹ vậy? Chết cha. Cái gì? Con giỡn là không vui mày. Không có giỡn, vô lộn mợ này chưng vương chứ phải hùng vương. Bởi vậy ta nói rồi, không có tên Ocean được đâu. Mình phải lo cho vợ mình thôi. Là vô lộn bệnh viện thiệt hả con? Yes madam. Tao giết mày. Anh Đức và Trấn Thành xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả rất nhiều đã có mặt trong show diễn của Rạng Đông. Cảm ơn bạn. Thank you. À, cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một đêm thật vui nha. Xin chào tạm biệt ạ.